Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao rét đậm gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 28 độ, vùng núi cao từ 10 đến 20 độ và độ ẩm dao động trong khoảng từ 60 đến 95%. Cụ thể như sau, khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè có nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ, độ ẩm 60 đến 95%. Sinh Hồ tiếp tục là khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh, dao động từ 10 đến 20 độ và độ ẩm dao động từ 65 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên có nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm 75 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn được dự báo có nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường có nhiệt độ được dự báo từ 13 đến 25 độ, độ ẩm 75 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 13 đến 25 độ, độ ẩm 75 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ có nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Thưa quý vị và các bạn, do không khí lạnh tăng cường liên tục nên giá rét vẫn duy trì và ngày hôm nay thời tiết về chiều cũng đã có nắng, nhiệt độ nhích nhẹ so với ngày hôm qua nhưng vẫn ở ngưỡng rét, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 28 độ. Ra đường trong thời tiết này thì không thể thiếu được áo khoác dày, khăn quàng cổ và thậm chí là cả găng tay và mũ len khi mà di chuyển bằng xe máy. Giá rét làm hệ thống hô hấp của con người nhạy cảm hơn, lại thêm đang có rất nhiều chủng loại virus cúm tồn tại và lây lan, rất dễ bị viêm họng, sốt, mệt mỏi. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, vì thế quý vị và các bạn nên thường xuyên rửa mũi, súc họng bằng nước muối ấm để diệt khuẩn và làm ấm cho hệ hô hấp. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.